Câu thứ tư, kính bạch thầy, con là một Phật tử, năm nay con 25 tuổi. Con mới biết đến Phật Pháp gần 3 năm nay, con thực sự không còn ưa thích cuộc sống thế gian và muốn lập gia đình nữa. Con nghe các thầy giảng về Pháp môn tịnh độ, con phát nguyện vãng sinh và chỉ muốn tu tập để chuyển hóa nghiệp chướng của bản thân và được giải thoát. Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, về đó rồi đủ công đức phúc báo thì sẽ tùy duyên, tùy nguyện để hóa độ chúng sinh. Con ở tại xóm trọ ở Hà Nội, muốn cố gắng cắt bớt những ngoại duyên bên ngoài để chuyên tâm vào tu tập, nên con không tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh nữa, kể cả những người thân trong gia đình. Làm việc gì con cũng thường thích làm một mình để không bị mất chánh niệm và tránh bị phiền não. Bản thân con cảm thấy mình rất an lạc, nhưng con thấy như vậy thì có một số người lại khuyên răn con không nên như thế, phải hòa đồng với mọi người, đang cùng chung sống vì mọi người, cảm thấy con rất dị, sống như thế gây áp lực cho mọi người khi sống cùng con. Vì con không giao tiếp nhiều với những người xung quanh và sống lủi thủi một mình, có người bạn bảo con, ngày trước cậu là một người rất năng động, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, sôi nổi trong mọi phong trào của đoàn thể, sao giờ lại cứ như mấy ông già, bà cả, cứ lừ lừ như bị trầm cảm như thế, cậu có vấn đề gì à? Thực tế con thấy mình không có vấn đề gì cả, chỉ vì con đang tu tập, không muốn nói chuyện với ai thôi. Đôi lúc cảm thấy mâu thuẫn trong nội tâm của mình, thưa thầy, con tu tập như vậy có bị coi là ích kỷ không ạ? Con có đang tu sai không thầy? Mong thầy chỉ bảo cho con. Có một bạn có câu hỏi rất là dài. Có chí nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc một đời, nhưng lại sống giữa đời thường, sống giữa nơi phồn hoa đô thị của xã hội, còn sống ở trong gì? Ở trong vòng tay của cha mẹ nữa, và sống ở bên gì? Bên cạnh của người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng nữa. Rất khó để một bạn trẻ 25 tuổi với nhân duyên như vậy, rất khó để bạn có thể gì, có thể tu tập vãng sinh ở trong cuộc đời này nếu bạn vẫn hành như vậy. Vì sao? Bạn thấy đấy, mọi người cho là bạn lập dị, cha mẹ bạn cho là bạn lập dị, bản thân bạn cho là bạn lập dị, là tự kỷ, vân vân. Hôm nay bạn thấy mình rất an lạc, nhưng thầy dám khẳng định với bạn này, nếu bạn cứ tu như thế này, chắc chắn bạn sẽ không an lạc hoài như vậy đâu. Rồi một ngày nào đó, cha mẹ bạn, người thân bạn, mọi người không hiểu bạn, đi vào cấm đoán bạn, bắt bớ bạn, không cho bạn gì thực hành một cuộc sống kiểu như vậy. Nếu như gì, bạn vẫn gì, vẫn muốn sống như vậy, mà cha mẹ bạn không cho bạn sống như vậy, người thân không thông cảm, không hiểu, không chia sẻ, và gì, thậm chí còn hủy báng cái tín ngưỡng, cái đức tin và cái hành động của bạn hiện nay nữa, rồi bạn sẽ thấy phiền não sẽ ùa về. Cái nhân mà bạn đang hưởng an lạc ngày hôm nay chưa phải là gì ạ, là thực, là quả đã chín mùi, mà chỉ là mới gì ạ, mới chỉ là một vị ngọt, một chút xíu. Bạn chấm cái tay vào gì ạ, cái ngón tay của bạn vào cái cốc gì, cốc đường, và bạn mút nó mà thôi. Chứ thực sự bạn gì, bạn chưa cầm cả cái cốc đường pha cốc nước để uống, bạn chỉ mới chấm vào mút nó một tí vào thôi. Chứ phải là chân thật. Rồi bạn sẽ thấy, bạn sẽ thấy nếu mà chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nếu mà gia đình bạn, bạn bè bạn, người thân của bạn phản ứng một cách gì, quyết liệt, cấm đoán, phỉ báng bạn, không đồng ý cho bạn để sống cuộc sống như vậy, và hai bên gì, hai bên mâu thuẫn căng thẳng với nhau, bạn sẽ thấy phiền não. Lúc đó gì, miệng bạn niệm A Di Đà Phật, Phật cho con vãng sinh về Tây Phương với, con thì không muốn phiền não nữa, nhưng mà gì, phiền não sẽ tự có ở trong tâm con, phiền não sẽ tự sinh ra ở trong tâm con. Nếu một ngày nào đó như vậy xảy ra không xa đối với con, nếu con tin tưởng thầy thì gì, con hãy lên đây, hãy gặp thầy, thầy sẽ gì,
sẽ tư vấn cho con. Hoặc là con gì? Con muốn quyết định để vãng sinh gì? Một đời thành tựu được cái hành nguyện của mình. Hãy đi tìm các quý thầy nào mà con có gì? Con có thể tin tưởng và con có thể coi đó là người có thể giúp con trên con đường tu tập. Con có thể xin với bố mẹ và gì? Thẳng thắn xin bố mẹ để gì? Để xuất gia tu tập. Nhưng thầy nói trước, xuất gia tu tập không phải là để lánh đời, không phải là để sống một cuộc sống là bình yên cho cá nhân, không chỉ là sống một cuộc sống cạo tóc, mặc áo cà sa trên mình ngày chỉ cốc cốc A Di Đà Phật để chờ vãng sinh, mà xuất gia là phải phát đại bồ đề tâm vì tất cả chúng sinh mà xuất gia, vì đại nguyện thành Phật của mình mà xuất gia, vì thấy nỗi khổ của tất cả chúng sinh mà muốn thay chúng sinh thoát khổ, mà muốn thay chúng sinh chịu khổ để cho chúng sinh được thoát khổ mà xuất gia thì mới nên xuất gia. Hay nói như cái cách mà Bồ Tát nói, thấy nếu nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, thấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy cái nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy cái niềm vui chúng sinh là niềm vui của mình, thì hiểu được như thế thì mới nên xuất gia. Xuất gia như thế mới thành tựu được. Xuất gia gì? Sẵn sàng làm tất cả những công việc nặng nhọc, chịu tất cả những lời phỉ báng của gì? Của chúng sinh. Thậm chí là như ngày xưa Đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử xin Phật đến một cái nơi làng gì? Độc ác, toàn những đa số những người ác, bất tín nhân quả, không tin Phật pháp, không tin Tam Bảo. Ngài xin đến đó để gì? Để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Phật hỏi rằng ông, nếu ông đến đó không tin Tam Bảo, không cúng dường cho ông ăn thì ông làm thế nào? Vị đại đệ tử nói bạch Đức Thế Tôn, con đến lần đầu họ không tin, con đến lần thứ hai. Phật bảo là con đến lần thứ hai không tin thì con làm thế nào? Vị đệ tử nói bạch Đức Thế Tôn, con đến lần thứ hai chưa tin, con sẽ đến lần thứ ba. Phật bảo họ con đến lần thứ ba họ chưa tin thì con làm thế nào? Vị đấy bảo bạch Đức Thế Tôn này, con đến lần thứ ba chưa tin, con sẽ đến lần thứ tư, lần thứ năm, và con sẽ đến gì? Đến bao giờ cho họ tin thì thôi. Phật bảo rằng nếu mà đến đó họ không tin, họ chửi ông, họ đánh ông, họ mắng ông thì họ chửi ông thì họ mắng ông thì làm thế nào? Vì đó bảo rằng bạch Đức Thế Tôn, rất may mắn là gì? Là họ mới chửi và mắng con. Điều đó Thế Tôn bảo chúng con gì? Phải nhẫn nhục, phải chịu đựng trước sự mắng chửi, trước sự thóa mạ của gì? Của người ta. Luôn luôn quan sát tâm mình. Trong những hoàn cảnh ấy, mình có khởi niệm tâm tà, tâm xấu, tâm ác với chúng sinh hay không? Hay là mình chỉ khởi một cái tấm lòng từ bi thương tưởng để muốn độ thoát cho họ? Con gì? Sẽ chỉ quan sát tâm mình khi đến những nơi đó. Nếu như gì? Họ chửi con, họ mắng con, họ trách con, con luôn nhớ lời Đức Thế Tôn dặn, hướng vào tâm mình để gì? Để quán lòng, mở rộng lòng từ bi, quán tưởng, ban trải tình thương đến với tất cả dân làng ở nơi đó. Đức Thế Tôn hỏi, vậy thì gì? Nếu mà họ gì? Họ chỉ chửi ông, mắng ông, họ không chỉ như vậy mà họ chỉ đánh ông, họ đập ông, thì ông làm thế nào? Vị này nói rằng bạch Đức Thế Tôn, rất may, nếu họ đánh con thì đó là họ đang tiêu nghiệp cho con. Vì biết rằng đời trước gì? Con nợ họ, bây giờ thì họ mới đòi nợ con. Như vậy là họ đang tiêu nghiệp cho con trả nghiệp cho họ và họ tiêu nghiệp cho con. Đức Phật nói này, vậy thì nếu giả sử họ đến đó gì? Họ giết ông thì ông tính sao? Vì đệ tử đó bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, nếu họ giết con gì? Chỉ khởi cái tâm niệm là cảm ơn họ. Vì tâm thân giả tạm hư huyễn này do cha mẹ sinh ra bằng những thứ xấu ác, đó là tinh cha huyết mẹ, do bảy đại hợp thành. Nay bảy đại con trả về gì? Về cho bảy đại. Địa thủy hỏa phong không kiến thức, bảy đại ấy con vay mượn nó, nay con trả về nó.
không lại trả về không. Trong tâm con không khởi một niệm gì, một niệm là một niệm tâm là gọi là thù oán hay là gì, nuối tiếc. Khi con đã quyết định đến đó, xin Thế Tôn gì cho con đến đó, và Đức Thế Tôn gì hoan hỷ đồng ý cho vị tỷ kheo đến đó. Vị tỷ kheo đó sau khi đến đó, quả thật là gì, những lúc đầu giáo hóa dân chúng rất là gian nan vất vả, nhưng bằng cái tâm chân thành, bằng cái sự cái lòng nhẫn nhục và một cái ý chí quyết tâm phải độ cho bằng gì, bằng được dân chúng ở nơi đó, và cuối cùng tất cả cư dân ở nơi đó đã đều được gì, được ngài tế độ cho, được quy Tam Bảo, tin sâu nhân quả và trở thành đệ tử của Tam Bảo. Có những người gì, xuất gia cầu đạo. Cho nên chúng ta thấy, cho nên ở đây ấy, học Phật, nếu chúng ta gì, muốn có một cái duyên lành đặc biệt, muốn cứu độ chúng sinh, thì xuất gia không phải là gì, để niệm Phật chờ chết. Ở trong Kinh A Hàm Đức Phật nói gì, có bài kệ Đức Phật nói về công đức của người xuất gia gì? Dấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Trong Kinh Pháp Cú cũng có dạy bài kệ này, Kinh A Hàm cũng có dạy đại ý này. Đó, cho nên chúng ta thấy tự thắng mình đây là một việc cực kỳ khó. Quyết định được đúng đắn cái gì, cái ước nguyện, hạnh nguyện của mình một đời để thành tựu đạo quả không phải là dễ. Cho nên vị này thì thôi, thì cứ tu tập đi, ở tại gia cũng được, tại gia mà tu tập chân chính cũng có thể giải thoát. Nhưng nhớ là gì, các cụ ngày xưa đúc kết là gì, khó nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Đó, tại gia tu rất khó để được giải thoát đấy. Tu gieo duyên thì được. Còn các vị thấy bây giờ cứ bảo là một số các Phật tử niệm Phật xong rồi trợ niệm và thân mềm, đầu ấm, vỗ tay rung đốp với nhau. Mấy nhóm Phật tử đi trợ niệm vỗ tay rung đốp với nhau bảo vãng sinh rồi, vãng sinh rồi như vậy á. Không phải đâu, không có. Vãng sinh Hòa Thượng, Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh không nói gì. Phải là biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh, biết trước ngày giờ mà ra đi. Thoại tướng tốt đẹp chỉ là một gì, một yếu tố thôi, chứ không phải là gì, tất cả để quyết định nói là người đó được vãng sinh. Cho nên các cụ mà đúc kết là ở tại gia mà tu được thì khó lắm. Bây giờ thì có người, vừa qua tôi nghe tin là có người nói này, có người vì họ không muốn ở trong chùa nọ thì đệ tử của tôi ở trong chùa không muốn tu nữa, đi ra ngoài đời. Và sau khi ra ngoài đời thì lại quay nói lại với các bạn sinh viên và một số các bạn trẻ, nói ở ngoài đời gì rất an lạc, sống trong đạo ở trong chùa không thấy an lạc thế nào, ra ngoài đời thấy an lạc hơn. Được chưa đâu, tôi nói với các quý vị chưa đâu. Rồi an lạc hay không, một thời gian sau nó sẽ trả lời. Một thời gian sau thôi, nó sẽ trả lời là an lạc hay là gì ạ? Hay là đau khổ. Vừa bước ra khỏi cửa chùa có 1-2 tuần, bảo là ra ngoài đời an lạc lắm. Xin thưa các quý vị, ngày xưa Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Thanh Từ là viện trưởng của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử bây giờ, hiện tại bây giờ. Ngày xưa tôi rất thích nghe ngài giảng, rất thích nghe Hòa Thượng giảng, và rất trân trọng Hòa Thượng. Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn gì, vẫn trân trọng lời Hòa Thượng giảng, và rất trân trọng cái đức gì, đức hạnh của Hòa Thượng. Ngài có nói này, ở trong đạo anh có tài giỏi đến đâu, nhưng ra ngoài đời anh cởi bỏ cái tấm cà sa ra thì chẳng còn ai tin anh nữa. Vì ngày xưa Hòa Thượng có một
có một đệ tử hòa thượng, trong bài giảng hòa thượng nói có một đệ tử, phải nói vị này ở ngoài đời thì cũng phải nói là rất giỏi, có học hàm học vị là tiến sĩ rồi, nhưng mà sau này mộ đạo xuất ra. Xuất ra được một thời gian thì ở trong chùa, vì ở ngoài đời có kiến thức thế học, cho nên vào trong đạo vị này tu hành thăng tiến cũng rất là nhanh. Nhưng vì thăng tiến nhanh cho nên hòa thượng nói là cái lòng kiêu căng ngã mạn của vị này rất là cao. Ở trong chúng vị này thường là không được lòng chúng, cho nên cũng có sự xích mích này nọ với chúng, vì vậy mà chúng không bằng lòng. Vị này giận dữ, giận dỗi cho nên là bỏ đạo ra đời. Vị này nghĩ rằng gì? Khi ở trong đạo, vị này có trình độ, có trí tuệ, cho nên lại được hòa thượng tin yêu, giao cho khá nhiều trọng trách. Vì vậy mà cũng trở thành một người có uy tín ở trong sơn môn, trong Tùng Lâm. Và vị này nghĩ là vị này khi bỏ đạo ra đi thì mọi người sẽ gì? Sẽ ầm ầm để chạy theo vị này. Nhưng khi ra về, cởi cái tấm cà sa ra một cái thì không ai theo nữa. Tất cả các Phật tử, những người gì trước đây đến gặp là cung kính A Di Đà Phật, thầy thiếu cái gì thì thầy cứ báo cho con sẽ gì mang đến được cúng thầy đầy đủ. Thậm chí là không cần thầy báo, chỉ cần đến thấy thiếu cái này cái nọ cái kia thôi liền là gì mang đến để cung kính để cúng dường thầy. Nhưng cởi tấm cà sa ra rồi không ai tin nữa, không ai theo nữa. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình giỏi, mình tài, mình có thể gì làm mà được cái này cái nọ cái kia, mà đã vội vàng nghĩ rằng mình có thể gì quay lưng lại với Phật pháp, với thầy tổ. Đừng vội nghĩ như vậy, hãy nghĩ đến hậu quả về lâu về dài. Nghiệp, ba nghiệp thân miệng ý của mình tạo tác, mình tự chịu, không ai chịu thay cho mình cả. Nếu mình cảm thấy mình thì mình không đủ cái tín tâm để ở trong đạo nữa, mình ra ngoài đời mình làm một cư sĩ thì mình cứ làm một cư sĩ cho tốt. Không có phải cái gì mình phải đi lôi kéo mọi người theo là làm cư sĩ tốt lắm, ra ngoài đời vui lắm, hạnh phúc lắm. 37 chưa được 21 ngày rồi, cứ một thời gian nữa xem. Cuộc sống xô bồ, xã hội nó xô đẩy, rồi sẽ nhìn nhận thấy không dễ như là gì ở trong một ngôi chùa có thầy có tổ, có Phật trên thì có Phật, có tổ dưới thì có thầy, rồi có bạn bè, có đồng tu, có tín đồ Phật tử cung phụng, đàn na tín thí gì quân chia cung phụng cũng giả. Muốn tiêu liền có tiền tiêu, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn ngủ được ngủ, muốn nghỉ được nghỉ. Ra ngoài đời, xin thưa các quý vị, đi làm thuê cho người ta, đến giờ chưa đến giờ nghỉ mà tự ngồi nghỉ uống nước tán gẫu với nhau á, một lần thì nó lườm, hai lần thì nó chửi, ba lần thì gì nó tống khứ ra khỏi cơ quan. Không phải đơn giản đâu. Ngày xưa tôi thì tuy còn bé, tôi cũng đã đi làm thuê rồi, tôi đi làm thuê rất nhiều. Mà ở trong gì, ở trong chúng này thì cũng khá nhiều các sư thì đi làm thuê rồi. Học đại học ra cũng đi làm thuê, đi làm công ty này, công ty nọ, công ty kia, đó chính là đi làm thuê. Kể cả đi làm cho nhà nước thì cũng gọi là đi làm thuê. Đó. Làm thuê cho gì? Cho nhà nước, làm thuê cho gì? Cho dân. Không đơn giản đâu. Cuộc sống nó sẽ được gì? Được trả lời cái đúng cái sai bằng thời gian, được trả lời bằng hạnh phúc hay khổ đau, cũng phải có thời gian. Đừng có vội vàng bất cứ một cái gì cả. Thầy không trách một ai. Bất cứ một ai, thầy đã nói từ trước tới nay rồi, bất cứ một ai đến đây học đạo, nương thầy học đạo, nhập chúng để tu, mà mình thấy gì an lạc thì mình tu, cảm thấy an lạc thì mình gì mình ra đi tìm thầy khác, hoặc thậm chí thì mình xả giới ra về,
mình là một cư sĩ tại gia bình thường, thầy không có oán và cũng chẳng có trách. Đó. Vậy đây là gì? Là quyết định của các con, của các vị tìm đến đây gì? Để xin thầy học đạo. Mà nay cảm thấy không học được, hoặc là thầy không có gì để học nữa, các vị có thể gì? Lại xin đến nơi khác. Hoặc là gì? Hoặc không tu nữa. Đây là quyền các quý vị. Có ai bắt đâu. Gần 100 con người đến đây xin thầy đi tu, thầy có lừa ai đi tu đâu. Không lừa ai cả. Không lừa ai cả. Mà nếu mà vì đó thì không phạm vào cái tội tày đình gì thì thầy cũng chưa đuổi ai cả. Chỉ có khắt khe. Chỉ có nghiêm nghiêm khắc với những vị đó thôi. Và dùng các phương tiện. Dùng các phương tiện. Nếu vì đó vượt qua thì chắc chắn thì sẽ giống như lửa thử vàng. Các cụ ngày xưa nói lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc gian nguy. Đó. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc gian nguy. Lúc nào cũng bình bình như thì làm sao biết được mình là anh hùng. Cho nên cái người làm thầy, người ta có rất nhiều các phương tiện. Người mà có nhiều đệ tử thì cái người thầy đó cũng phải có nhiều phương tiện. Tôi kể cho các vị nghe ngày xưa cái chuyện một chút. Ở bên Trung Quốc có một tùng lâm, có hàng mấy trăm thiền sinh đến học đạo với vị thiền sư ấy. Cứ một tuần thì có một buổi gọi là tham thoại đầu, hay còn gọi là gì, hay còn gọi là mình gọi là các thiền sinh ấy, đến để gặp sư phụ, gặp thiền sư tới gặp sư phụ ấy, để trình cái sở tu, sở chứng và sở ngộ của mình trong suốt một tuần vừa qua. 8 năm trời, trong mấy trăm đệ tử, mấy trăm thiền sinh đó có một vị tử, một vị thiền sinh, 8 năm trời chưa một lần sư phụ mở lời gì khai thị cho mình. Mấy trăm huynh đệ, ai đi vào cũng được gì, cũng được thiền sư dạy cho một vài câu, bảo cho một vài chữ, dặn cho gì, cho vài lời khuyên. Nhưng riêng mình, riêng vị thiền sinh ấy, riêng cậu ta gì, riêng thầy ấy thì, vị thầy là một vị tăng, riêng thầy ấy thì chưa bao giờ được gì ạ, được người thầy nói cho mình gì một lời. Cứ vào tới lễ này là sư phụ đánh, sư phụ quát, sư phụ đuổi ra. 8 năm trời như vậy, các vị nghĩ xem. 8 năm trời như vậy, các vị có chịu được không? Xin thưa các vị, 8 tháng trời các vị bây giờ còn chẳng chịu được, huống chi là 8 năm trời. Vậy mà một vị thiền sinh 8 năm trời như vậy, cứ đến tham thì thầy lại đuổi, thầy lại đánh. Và một hôm thầy ấy ngồi thiền và ngộ ra một cái điều gì đó. Ngộ điều gì đó tôi cũng không biết, chỉ nói là trong lịch sử ghi chép lại thì nói gì, thầy ấy có ngộ ra một điều gì đó, tâm bừng sáng, trong tâm khai ngộ rộng rang. Và cậu ta nghĩ rằng gì, muốn đến gặp sư phụ mình để lễ sư phụ, để trình cái sở ngộ của mình. Sư phụ gì, gõ cửa cộc cộc cộc. Sư phụ hỏi ai đấy, bảo con, đặt pháp danh ra. Sư phụ bảo đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì. Bảo bạch sư phụ, xin sư phụ từ bi chứng minh khai thị cho con. Con thì tâm con gì đang có chỗ gì thắc mắc, muốn trình sư phụ. Sư phụ ở trong gọi ra này, đêm hôm khuya khoắt về đi, sáng mai có gì lên hỏi. Đệ tử nghĩ là gì, 8 năm trời chắc do mình do tu hành quá kém cỏi cho nên sư phụ không tiếp. Nay gì, tâm mình được rộng rang, được khai ngộ, mới lên đây nhất định phải gì, gặp sư phụ để lễ ba lễ mới được. Cảm ơn sư phụ, 8 năm trời do sư phụ gì từ bi dùng cái biện pháp gì, cái biện pháp gọi là gì? Thử tâm con như vậy, luyện tâm con như vậy, mà con không gì, con không thoái tâm, con không bị chuyển tâm, con không bị động tâm, con không khởi một niệm tâm gì xấu ác với thầy. Cho nên đến hôm nay con mới gì? Mới được
cái tâm thanh tịnh, rộng rang, khai ngộ như vậy. Nay phải vào để lễ tạ sư phụ, tri ân sư phụ. Và ông quyết định là gì? Gõ cửa tiếp lần nữa. Sư phụ bây giờ bảo bực quá, bắt đầu mở cửa ra, quát luôn, vừa mở cửa ra đã quát rồi. Ta đã bảo rồi, ta đã bảo ông rồi mà ta đang bận, cứ gõ gõ cái gì mà gõ gõ. Vừa nghe sư phụ mở ra một cái gì, mở cánh cửa ra, trò liền gì đẩy cửa vào và gì, và trên sư phụ cho con vào, con chỉ cần gì lễ sư phụ ba lễ thôi. Và đứa đệ tử thì mới thò cái một cái chân gì, một cái chân vào, sư phụ liền gì thấy cái chân thò vào một cái, sư phụ liền nói gì, ta đã bảo rồi, ta đã bận không tiếp rồi, lấy cái cửa đóng sầm lại mà phát một cái gì kẹp nát cái bàn chân của người đệ tử. Chúng ta thấy nếu chỉ kể đến đây á thì chắc chắn chúng ta ai cũng nghĩ là ông sư phụ sao mà ác thế, ông sư phụ sao mà độc thế, ông sư phụ sao mà ác thế, ông sư phụ sao mà tồi tàn thế. Nhưng mà không, các quý vị, câu chuyện nó không dừng lại ở đó. Ngay sau khi cái chân của người học trò gì nát ra và máu chảy xuống, và cái người đệ tử của mình khi chân nát ra và gì máu chảy xuống lênh láng ở dưới thềm, dưới cái bậc của cái cửa bức bàn. Ngày xưa là cửa bức bàn mà các quý vị, không phải cửa như nhà chúng ta bây giờ, ngày xưa là cửa bức bàn. À, cửa bức bàn. Cho nên khi chân bước vào như vậy, đóng kẹp một cái gì, cái cửa nó kẹp vào cái thành ở dưới, cái thành gỗ ở dưới, cái thành thanh ngang ở dưới. Chúng ta bước qua cửa chùa cổ ấy, có cửa bức bàn, bước qua thanh ngang ở dưới đó, kẹp vào dưới cho nên gì, nát chân rồi còn gì nữa. Máu đã đổ, xương đã vỡ, thịt đã tan. Vậy mà trong lòng của ông đệ tử gì, một niệm tâm gì xấu ác đối với thầy còn không khởi. Và liền là gì, liền rụt cái chân quẻ ấy lại, cái chân đau ấy lại, và lễ xuống ngưỡng cửa. Ngay sau khi ông ấy lễ, sư phụ gì vẫn đứng chơ như vậy để cho ông lễ. Lễ đến lễ thứ ba, tâm ông để hoát nhiên đại ngộ, gọi là lúc đó mới thực sự là gì, đại triệt đại ngộ. Ở trong thiền tông gọi là hoát nhiên đại ngộ, hay còn gọi là đại triệt đại ngộ. Tức gọi là gì, trước đây á, khi ông ngồi thiền lúc đầu hôm á, cái tâm của ông mới chỉ là mới vào, thì mình cứ nói nôm na, nếu có chứng thì mới là gì, sơ quả tu đà hoàn, hoặc nhị quả tư đà hàm thôi, hoặc tam quả a na hàm thôi. Nay gì, lên sư phụ, xin gặp sư phụ. Sư phụ gì nghiêm khắc với mình, kẹp gì nát chân của ông đệ tử như vậy. Ông đệ tử một tâm niệm gì xấu ác với thầy không khởi, mà liền là rụt bàn chân đau lại và quỳ lễ ở dưới gì, dưới thềm, thềm ngoài. Sau khi ông ta vừa gì, cái đầu vừa chạm đất lần thứ ba, cũng là gì, ông hoát nhiên đại ngộ, tâm ông gì thanh tịnh, hoát nhiên đại ngộ, gọi là gì, đại triệt đại ngộ. Tức là mình nói nôm là gì, chứng thánh quả A-la-hán, hoặc là gì, chứng cái quả vị Bồ-Tát. Ngay lúc đó, người thầy bắt đầu từ từ bước ra, đỡ ông dạy, đỡ ông đệ tử của dạy, và hỏi là gì, con có đau không? Chúng ta thấy đó, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cái chỗ gì, người trò, người thầy kẹp nát chân của người trò, thì chúng ta sẽ nghĩ đạo Phật lại có con người độc ác như thế sao? Có người thầy gì hung tàn như thế sao? Có người thầy gì thiên vị như thế ư? Mấy trăm đệ tử 8 năm trời, người nào cũng được sư phụ tận tình chỉ bảo, còn con chưa một lời gì sư phụ đáp từ. Vào gặp thì là đuổi, là đánh, dùng phất trần để đánh. Đó, đấy, chúng ta thấy người sư học đạo như thế. Còn nay chúng ta học đạo, vừa qua tôi nghe thấy có bác đệ tử nói với một số các Phật tử và một số các bạn trẻ, nói rằng gì, đến chùa Khai Nguyên này chẳng học được cái gì cả, có muốn đi tu thì đi tu ở chùa khác, ở đây có gì đâu mà tu, chẳng có cái gì mà tu cả, đến nơi khác để mà tu. Và rất là rất vui mừng và rất hãnh diện là gì, là đã khuyên được khá nhiều người gì đến đây xin tu, hoặc đến đây muốn đi tu đây, và khuyên cho mọi người gì bỏ đây đi, đến nơi khác để tu, và rất hãnh diện cái điều đó. Tôi không xa, tôi nghe thấy cái điều đó thì tôi cũng bình thường, tôi cũng không buồn, tôi cũng không giận, mà tôi cũng không mừng.
Vì tất cả gì, nó là cái nhân duyên. Nhưng mà xin thưa các quý vị, bảo rằng ở đây, đi nơi khác, các thầy sẽ dạy bảo tận tình đến nơi đến chốn. Còn ở đây gì, chẳng ai dạy bảo cái gì cả. Sai. Nói như vậy là hoàn toàn sai sự thật. Nói như vậy là gì? Là hoàn toàn vọng ngữ. Hàng ngàn bài giảng của tôi, thử hỏi rằng có bao giờ các vị nghe gì? Nghe hết được một bài giảng trọn vẹn chưa? Nếu chưa thì đừng có trách. Đừng có trách là thầy không giảng. Tại sao có người, người ta thì chưa một lần gặp tôi, người ta chỉ nghe gì? Nghe qua bài giảng của thầy ở trên mạng. Người ta tin, người ta y giáo phụng hành, và người ta gì? Nhất tâm thọ trì đọc tụng Bộ Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nhất tâm niệm Phật. Người ta thấy gì? Giải trừ được nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng. Người ta được an lạc, được tự tại, được hoan hỷ, được hạnh phúc, được vui vẻ. Và thậm chí là ở tận bên gì? Bên Pháp, bên Mỹ, bên Canada, Canada, bên Úc và bên gì? Bên châu, các châu lục khác. Họ chỉ nghe qua mạng thôi, qua băng giảng thôi. Họ hoan hỷ, mà thậm chí hoan hỷ, chắc các vị biết, họ hoan hỷ đến nỗi mà gì? Họ sẵn sàng họ gửi về hàng vài trăm triệu, vài nghìn đô, vài chục nghìn đô để họ cúng giảng xây dựng. Trong khi đó họ chưa biết gì, chưa một lần gặp mặt thầy, chưa bao giờ được đặt chân vào ngôi chùa Khai Nguyên này. Tại sao họ lại có niềm tin họ, họ cung kính, họ cúng giảng như vậy? Tất cả là gì? Xuất phát từ cái tâm chân thành học đạo. Có bao giờ thì các vị đã xem lại bản thân mình đến đây mình vì cái tâm chân thành học đạo chưa? Hay là vui để mà đến? Những kẻ vui để mà đến thì khi họ không thấy vui nữa, họ không thấy thầy, không thấy đại chúng đem được cho họ, đem niềm vui như họ mong muốn đến nữa, thì họ sẽ bỏ đạo thôi. Người tu thì có khi càng tu càng phải gì? Càng gian khổ. Càng tu thì càng phải gì? Vượt qua nhiều chông gai chướng ngại. Giống như chúng ta thấy cái chương trình đường lên đỉnh Olympia, đúng không? Càng câu hỏi về cuối thì lại càng gì? Càng khó. Anh trả lời được thì anh mới có cái vòng, có cái gì? Phải có cái niềm vinh quang được đeo cái vòng nguyệt quế ở trên đỉnh đầu. Đó. Các cụ ngày xưa mà, một người thầy giỏi võ thì họ lại gì? Họ lại rất là uyển chuyển, không phải là cứ múa như thế này là phải đánh như thế, múa như thế này là phải đi ra thực chiến là phải đấm như thế. Mà một người thầy hỏi giỏi võ thì đó là gì? Một người thầy thực sự võ giỏi. Thì khi ra thì ra thực chiến thì họ lại không có một cái miếng võ nào là gì? Là cố định cả. Đấy mới là người thầy giỏi. Còn cái người gì? Học như thế nào, múa như thế, học như thế nào, đấm như thế, học như thế nào, đá như thế, đấy chỉ là gì? Mới chỉ là một võ sinh thôi. Còn một võ sư, họ tùy theo cái gì? Sức khỏe và miếng đánh của đối phương để mà gì ạ? Mà đỡ, để mà ra đòn, tận dụng những sơ hở của đối phương. Không cần phải gì ạ? Phải là học như thế tôi phải đánh như thế, học đá như thế tôi phải đá như thế. Không có. Một võ sư khác với một võ sinh là gì? Họ uyển chuyển trong mọi hoàn cảnh, trong mọi gì ạ? Trong mọi đối thủ ở trước mắt họ. Đó. Lấy ví dụ như vậy cho chúng ta biết. Thôi thì hôm nay thì thời gian nó cũng đã muộn rồi, trả lời mới được mấy câu. Tuần sau thì trả lời tiếp. Nếu mà trả lời đấy khổ. Trả lời ngắn thì các vị nghe thì nó lại không tỏ. Mà trả lời nhiều á thì lại được ít câu hỏi. Tôi thì thời gian nó cũng còn dài. Chúng ta hôm nay tuần này chưa nghe thì gì? Tuần sau thì lại nghe. Cứ từ từ mà tu, quan trọng nhất gì? Là tu phải hành. Học là phải hành. Học xong bỏ đấy thì chẳng ăn thua gì đâu. Đó. Tuần sau chúng tôi lại kể tiếp
ngày xưa chúng tôi đi tu, thầy tổ dạy chúng tôi như thế nào, chúng tôi phải vượt qua những chướng ngại vật ra sao, vượt qua những thử thách như thế nào. Thậm chí là sư phụ của tôi, tôi còn đến hôm nay tôi mới nói với các quý vị, sư phụ của tôi thì còn muốn thử cái lòng trung thành của tôi, bỏ cả một gì, cả một cái tập tiền dày ở trên đầu giường ngủ của tôi, xem tôi có tham hay không. Tôi biết cái điều đó, nhưng hôm nay tôi mới nói với các quý vị. Nhưng thôi, cái chuyện này thì tôi sẽ kể vào một dịp nào đó, có thể tuần sau nữa. Đó, thử xem người trò của mình gì có tham không, bảo nó là hàng dân tộc, nó ngố, nó có ngố thật không, hay là gì, nó chỉ giả vờ ngố mà nó tham. Một tập tiền ngày đó các quý vị, toàn cái tờ gì 100.000 với gì 50.000 đồng từ năm 1995 96 năm đó, năm 96 các quý vị thấy. Từ cái thời đó mà cái số lượng cái tiền như vậy là không phải là gì, là ít đâu các quý vị. Tập tiền dày như thế này nó phải rơi vào hàng vài triệu, vài triệu ngày đó nó phải gì bằng vài trăm triệu bây giờ, giá trị nó như vậy. Sau rồi thì tôi mang sang tiền sang phòng sư phụ tôi nói, vậy sư phụ không biết tiền ở đâu mà tự nhiên là nó có trên giường con như thế. Sư phụ bảo gì, tao quên phòng riêng của tiểu đấy, sư phụ đi vào đấy để tiền ở đấy đâu mà quên, làm gì có chuyện sư phụ vào đó đặt tiền ở đó mà gì mà để đó. Các quý vị thấy, nếu mà mình tham á thì mình chết rồi. Cho nên đấy cũng là một cách gì, một cách gì tu đấy, đó là cũng là cách gì dạy đệ tử đấy. Chứ mình đừng nói là sư phụ ghét mình hay sư phụ không tin tưởng mình, sư phụ mấy thì mới thử mình, không phải. Người làm thầy thì người ta có rất nhiều cách để dạy đệ tử, giống như một người thầy giáo giỏi lên trên bục giảng có rất nhiều cách để trình bày một bài giảng cho các học sinh, giống như người làm cha làm mẹ có kinh nghiệm á, có rất nhiều cách để dạy con. Miễn làm sao con mình lên người, miễn làm sao người trò mình giỏi, miễn làm sao đệ tử mình gì thành đạt. Phương tiện có nhiều cách, không giống nhau. Thôi, hôm nay đã thời gian đã hết, thậm chí đã quá 30 phút rồi. Các vị hoan hỉ, chúng ta đi nghỉ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.